Xin chào tất cả các bạn. Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức bảo vệ tài khoản Facebook. Đấy. Khi bạn mở cái vào Facebook của mình thì bạn hãy chọn mục cài đặt. Đấy, cạnh cái ổ khóa đấy, bạn bấm vào, sau đó nhấn chọn cài đặt. Đấy, sau đó bạn nhấn vào phần bảo mật. Đấy, cái biểu tượng bảo mật. Đấy. Thế bây giờ có 4 cái nơi mà bạn có thể cài đặt, đó là cảnh báo đăng nhập này, xét duyệt đăng nhập này, đấy, liên hệ tin cậy của bạn này và liên hệ thừa kế. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần. Cảnh báo đăng nhập để làm gì? Đấy, khi mà ai đó đăng nhập vào tài khoản của bạn từ thiết bị lạ thì ngay lập tức là bạn sẽ nhận được thông báo. Đấy, chúng ta chọn là nhận thông báo và phải gửi cảnh báo qua email cho mình. Đấy, chúng ta sẽ lưu thay đổi. Đấy, như vậy là nếu có gì bất thường thì các bạn sẽ được biết ngay qua email. Đấy, để chúng ta có phương án xử lý. Thì đấy là mục cảnh báo đăng nhập. Mục thứ hai là xét duyệt đăng nhập, tức là chúng ta sẽ dùng điện thoại của mình để thêm một cái lớp bảo vệ nữa, để muốn vào truy cập vào tài khoản của mình từ cái trình duyệt lạ thì phải có mã gửi tới điện thoại. Thì bạn bấm vào, sau đó là nhấn vào bắt đầu để chúng ta tiến hành cài đặt số điện thoại để tạo thêm lớp bảo mật. Ở đây bạn chọn cái hệ điều hành của điện thoại bạn sử dụng. Tiếp theo bạn nhập nhập cái số điện thoại bạn đang dùng. Đấy. Rồi chúng ta bấm tiếp tục. Thế thì Facebook sẽ gửi cho bạn đấy, một cái mã xác minh tới cái số điện thoại bạn vừa nhập. Và bạn mở tin nhắn ra đấy, để mà lấy số đó và nhập vào cái ô mã xác nhận trên màn hình. Đấy, các bạn cũng phải chờ độ khoảng độ vài chục giây thì mới nhận được, chứ không phải đến ngay đâu. Các bạn cứ bình tĩnh. Đúng không? Cũng có lúc nó đến ngay nhưng có lúc nó chậm một chút. Đấy. Ở hộp thoại này bạn nhấn là yêu cầu mã ngay lập tức. Đấy, để mà tăng lên cái độ bảo mật khi mà chúng ta dùng điện thoại. Tức là dùng bất kỳ trình duyệt nào cái là nó hỏi luôn. Đấy. Cái thứ ba là liên hệ tin cậy của bạn. Nếu trong trường hợp bạn mất điện thoại này rồi quên mật khẩu hay là mất mật khẩu thì rất khó để truy cập. Vậy bạn hãy chọn những cái người bạn trên Facebook mà bạn tin tưởng, và những người này thì sẽ nhận cái mã đấy, xác minh từ Facebook. Sau đó những người này sẽ báo cho bạn và bạn có thể lại truy cập được vào cái tài khoản của mình. Đấy, thì bạn nhập vào những cái người bạn thân và những người tin tưởng từ 3 đến 5 người. Đấy, và tất nhiên những người này sẽ được thông báo rằng là đây là những người thân của bạn, và bạn sẽ nhận được những cái mã bảo mật khi mà bạn có sự cố với tài khoản. Đấy. Và phần cuối cùng đó là liên hệ thừa kế. Đấy. Hãy chọn một cái thành viên gia đình hoặc một người bạn thân để quản lý cho bạn cái tài khoản này nếu mà bạn xảy ra vấn đề gì đó. Đấy. Thế thì những người này có thể là thực hiện các công việc như là ghim bài viết này, rồi là trả lời mời kết bạn, cập nhật ảnh đại diện cho bạn. Đấy. Đó, đấy chính là 4 cái cấu hình mà quan trọng về bảo mật mà bạn cần thiết lập trên Facebook. Ngoài ra bạn có thể nhấn vào phần chặn. Đấy. Phần chặn này ấy, thì mục đích của nó là để ví dụ như có những người mà làm phiền bạn trên Facebook thì bạn chặn họ. Đấy, chúng ta gõ cái tên của cái người đó. Thế thì người đó sẽ không thể xem nội dung bạn đăng lên timeline này, rồi gắn thẻ này, rồi tham gia sự kiện, mời bạn tham gia sự kiện, vân vân. Đấy, các bạn nhìn vào đọc ở trong này. Đấy, đó, đấy là những cái mà bạn có thể chặn. Ngoài ra bạn có thể chặn tin nhắn này, rồi chặn lời mời cài đặt ứng dụng này, đấy, chặn lời mời tham gia sự kiện, vân vân. Đấy. Thì bạn tùy vào tình huống bạn có thể sử dụng. Rồi trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức bảo vệ tài khoản Gmail. Đầu tiên là cài đặt khôi phục tài khoản Gmail nếu như chúng ta quên mật khẩu. Đấy. Bây giờ bạn vào mục tài khoản của tôi và bạn chọn tới mục đăng nhập và bảo mật. Đó. Thế thì ở mục này bạn chọn vào đăng nhập vào Google và chọn tới tùy chọn khôi phục tài khoản. Đấy, nếu chúng ta quên mật khẩu thì chúng ta có thể khôi phục lại mật khẩu từ thứ nhất là email hoặc là số điện thoại khôi phục. Thì đầu tiên chúng ta chọn email chúng ta muốn khôi phục. Đấy. Đấy, bây giờ bạn nhập vào đây một cái email. Thế thì nếu về sau bạn quên mật khẩu thì Google sẽ gửi mật khẩu về cái email này. Và bạn đăng nhập vào cái email khôi phục này để lấy lại, để reset lại hay là cài đặt lại cái mật khẩu cho cái tài khoản chính của mình. Đấy. Rồi xong. Tiếp theo là đến số điện thoại khôi phục. Đấy, bạn lưu ý đây là số điện thoại mà nếu như chúng ta quên mật khẩu thì Google sẽ gửi lại mã xác minh tới số điện thoại này. Và lúc đó chúng ta sẽ có thể khôi phục lại cái mật khẩu của tài khoản. Đấy. Bạn lưu ý số điện thoại này là để khôi phục tài khoản chứ không phải là để xác minh hai bước đâu nhé. Chúng ta lưu ý chuyện đó. Bởi vì mỗi người có thể dùng nhiều hơn một số điện thoại. Đấy. Thì ở đây bạn nhập mã mà Google gửi tới cái số điện thoại bạn vừa nhập. Đó. Rồi chúng ta đã bấm xác minh. Như vậy bạn đã nhập vào cái số điện thoại khôi phục. Đấy. Như vậy là xong phần đầu tiên, đó là tùy chọn khôi phục tài khoản. Bạn có thể thêm một cái vấn đề đó là tắt tính năng mặc định cho phép những ứng dụng kém an toàn được kết nối tới tài khoản của bạn. Ví dụ một số các cái thiết bị ứng dụng mà không phải Google ấy, có độ bảo mật nó kém thì chúng ta nên tắt đi, không cho nó kết nối vào Google bằng cách chọn tắt. Rồi tiếp theo đây mình hướng dẫn các bạn bật xác minh hai bước trên tài khoản Google dùng điện thoại. Bạn chọn vào mục đăng nhập vào Google và chọn tới mật khẩu và phương thức đăng nhập. Đấy, và bạn chọn vào mục xác minh hai bước. Hiện nay nó đang ở trạng thái tắt thì chúng ta sẽ bật lên. Đấy. Để xác minh hai bước thì chúng ta vẫn phải nhập vào một cái số điện thoại để xác minh khi mà chúng ta đăng nhập từ trình duyệt lạ hoặc một cái máy lạ nào đó. Đấy. Đây bạn nhập số điện thoại vào. Thế thì ở đây chúng ta có thể chọn là tin nhắn hoặc là gọi tới máy của mình. Thì thông thường ta vẫn sử dụng tin nhắn. Đấy. Bạn nhập số điện thoại và bấm dùng thử. Đấy. Cái số điện thoại này có thể trùng với số điện thoại khôi phục hoặc là khác đều được. Đấy, các bạn lưu ý. Đấy. Thế thì mỗi lần bạn đăng nhập từ một trình duyệt lạ thì Google sẽ hỏi ngay lập tức là mã xác minh. Đấy, bạn phải có điện thoại thì chúng ta mới truy cập được. Đấy, như vậy chúng ta đã bật xong xác minh hai bước. Và bước cuối cùng đó, chúng ta kiểm tra lại toàn bộ những gì mà chúng ta đã làm. Thì bạn vào cái phần kiểm tra bảo mật và nhấn bắt đầu. Đấy. Thứ nhất là thông tin khôi phục tài khoản, số điện thoại và email. Bạn kiểm tra xem đúng hay chưa. Nếu đúng rồi bạn bấm xong. Kiểm tra sự kiện bảo mật gần đây của bạn. Đấy, tức là những gì chúng ta đã cài đặt gần đây thì nó hiển thị ở đây. Đây là những cái gọi là nhật ký về tài khoản. Kiểm tra các thiết bị mà bạn đã dùng để kết nối vào Gmail. Nếu đúng thì chúng ta bấm có vẻ đúng, đúng không? Kiểm tra quyền với tài khoản của bạn, bao gồm những cái ứng dụng mà bạn đã cài đặt xem nó có quyền gì. Bạn phải lưu ý xem kỹ. Đấy. Kiểm tra mật khẩu ứng dụng nếu chúng ta cài đặt mật khẩu ứng dụng. Và kiểm tra cài đặt xác minh hai bước và tới cái số điện thoại. Nếu bạn muốn kiểm tra bạn bấm vào thì Google sẽ xác minh lại bằng cách gửi tin nhắn tới. Đấy. Và cuối cùng là bạn đã kết thúc cái quá trình là kiểm tra bảo mật. Đó, đấy là toàn bộ những gì mà chúng ta cần làm để bảo vệ tài khoản Gmail. Đấy, chúc các bạn thành công.